Nam mô Tam Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Tam Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Tam Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tăng Đại Chứng Minh. Tôn Pháp Chư Bồ Tát ca vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền. Viên khởi quang minh đại sân tánh tác Phật sự phổ quân chư chúng sanh giai Pháp Bồ Đề Tâm. Viên ly dư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát Ma Tát. Tam phương vô thượng tôn tam giới bồ lân thập thiên nhân chỉ đạo sư tử sanh chi từ phù hư nhật niệm quy nghi năng diệt tam kỳ nghiệp xưng dương nhược tan thang ức kiếp mạc năng tận sở nề thanh không tịch na cảm ứng đạo giáo năng tư nghị ngã thư đạo tràng như để châu thập phương chư Phật ảnh hiện trung ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền đầu diện tiếp tục vi mạng đề tâm đảnh đề nam mô tận hư không biên pháp dư hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo. Tâm đảnh đề nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Long Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ninh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh đề nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Chân chế tình thế biển sai tam thiên tánh không bác đức đời nhân thiên pháp dư hoàn tăng viên diệt tội tiểu khiến qua diệm hóa hồng liên Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Nam Mô An Ra Đắc Na Ra Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đề Tức Bát Ra Dạ Bồ Đề Tất Đồ Bà Dạ Ma Tăng Đồ Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Dạ An Tát Băng Ra Phật Về So Đắc Na Đắc Tòa Nam Mô Tấn Kiết Lật Đời Mông A Di Đà Bà Lô Kiết Đề Thần Phật Ra Lăng Đàm Bà Nam Mô Na Răng Đi A Đề Mai Bằng Đà Sa Mê Tất Bà Tha Đâu Vô Bằng A Thệ Dân Tất Bà Tất Cả Đà Nam Mê Bà Già Mà Bằng Đăng Đỗ Đăng Điệt Tăng Bà Lộ Hê Lô Ca Đế Cà Răng Đế Di A Đề Ma Bồ Đề Tất Đô Tất Bà Tất Bà Mà Ra Ma Ra Ma Hê Ma Rì Đà Dân Ở lâu lợi mong đô lô đô lô Phật xà dạ đế ma Phật xà dạ đế đa ra địa rỉ đi tất cả Phật ra dạ dạ ra dạ ra mà ma Phật ma ra mục đế đề Hê 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 tất na xa xâm Phật ra xa lời Phật xa Phật xâm Phật ra xa ra ô rô ô rô mà ra ô rô ô rô rì ta ra tất cả rì tất rì A ra ta ra bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đế di ya na ra trì địa di rắc ni na ba ya man na ta ba tất đà ya ta ba ma tất đà ya ta ba tam đà vô ngã tam bản đà ya tam ba na ra trì tam ba ma ra na ra tam ba tất ra tăng một hệ ya ta ba tam ba ma tất đà ya ta ba Nhà kiếp ra tất đại anh ta ba ba đà ma yên tất đại ya ta ba la răng trì bần đà ra yên ta ba ma ba đề tăng ít ra ya ta ba nam mô an ra na đà ra ya ya nam mô a di đà bà nơi cái đế tức hoàng ra ya ta ba tất điện đồ an ra ra sa ya ta ba tất điện đồ Mạng đa ra bán xà gián tam bà hán tất điện đồ mạng đa ra bán xà gián tam bà hán Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ bảo quê lại đấng tam giới tôn ở quy mãn mười phương Phật có đây phát nguyện rộng tọa trì kinh ngũ bất danh trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam đồ nếu có kẻ thấy nghe điều phát tâm bồ đề nên một bảo tâm này sanh qua cõi cực lạc nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Hãy kinh kệ vô thượng thầm thầm bi diệu pháp ba thiên phạn kiếp năng tao ngộ
kim kiến văn đất tọa trị huyền giải như lai chân thiệt nghĩa. Nam mô khai bảo tạng Bồ Tát ca, Nam mô khai bảo tạng Bồ Tát ca, Nam mô khai bảo tạng Bồ Tát. Trí tuệ văn tâm đại biển tài đơn cư ba thường tuyệt trần ai thường quan thượng phá thiên sanh bình cam lộ năng trừ vạn kiếp tai. Thế liệu Phật hải kim thế giới hồng liên dòng xuất ngọc lậu đài ngà kim khế thủ phần hương tán quyền hướng nhân gian ứng hiện lại. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát. Chí tâm đảnh đệ Nam mô tội ác tiêu diệt cứu cánh thành Phật Quán Thế Âm Bồ Tát. Chí tâm đảnh đệ Nam mô năng linh quá thật tăng trưởng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam mô phủ quỷ tự sanh vô bất phòng túc Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam mô thường niệm Quán Âm Bình Tát Y Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam mô ngự vô đường kiếp thành tựu đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam mô mạng túc chư hy cầu Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam mô tăng trưởng chư bạch pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam mô thành tựu nhất thiết thiện căn Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam mô hòa biện ly nhất thiết chư quý Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam mô Phật sắc thiện thần thượng đương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam mô Hiền Tát Bồ Tát thành tựu chúng sanh Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam mô
tự Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Như Ý Châu Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Quyển Sách Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Bảo Bát Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Bảo Kiếm Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Bạch Triết La Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Kiểm Cường Chữ Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Thủy Vô Ủy Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Nhật Tịnh Ma Ni Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Nguyệt Tịnh Ma Ni Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Bảo Cùng Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Kim Bảo Tiện Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Dương Trì Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Bạch Phật Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Hồ Bình Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Bàn Bài Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Việt Phụ Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Ngọc Hoàng Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Bạch Liên Hòa Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ Nam Mô Thánh Điện Hòa
thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Bảo Kính Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Tự Luyện Hòa Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Hù Sắc Vân Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Vân Trì Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Hồng Liên Hoa Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Bảo Kích Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Bảo Loa Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Độc Lậu Vương Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Sổ Châu Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Bảo Bình Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Bảo Ấn Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Cầu Thị Thiếp Cầu Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Tích Trường Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Hiệp Trưởng Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Hóa Phật Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Hóa Cùng Điện Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Bảo Kinh Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô Bất Thoái Kim Cương Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm đảnh đệ Nam Mô
Đinh Thường Hóa Phật Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Bồ Đào Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Cụ Tứ Thập Nhị Tí Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Cụ Thần Thông Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Cụ Thần Thông Nhĩ Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Cụ Thần Thông Tỷ Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Cụ Thần Thông Thiệt Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Cụ Thần Thông Thần Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Cụ Thần Thông Ý Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Cụ Thần Nam Mô Đắc Thiện Nhãn Thông Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô và Đắc Thiện Nhị Thông Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Đắc Thiện Tỷ Thông Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Đắc Thiện Thiệt Thông Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Đắc Thiện Thần Thông Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Đắc Thiện Ý Thông Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Đắc Thiện Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Đắc Thiện Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Đắc Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Quán Thế Âm Bồ Tát. Để tâm đảnh đệ Nam Mô Đắc Phổ Môn Thị Hiện Quán Thế Âm Bồ Tát.
Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Định Đà Nam Mô Năng Thuyết Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Định Đà Nam Mô Linh Thập Địa Đắc Quá Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Định Đà Nam Mô Linh Tứ Quá Đắc Quá Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Định Đà Nam Mô Bất Vọng Thất Đại Đà Đa Ni Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Định Đà Nam Mô Linh Thường Độc Thử Chú Vô Linh Đoạn Tuyệt Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế Tâm Định Đà Nam Mô Chế Tâm Nhất Sư Quán Thế Âm Bồ Tát. Chế Tâm Định Đà Nam Mô Thiên Nhãn Chiếu Kiếm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Định Đà Nam Mô Thiền Thủ Hộ Trì Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Định Đà Nam Mô Xuất Khẩu Ngôn Âm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Định Đà Nam Mô Đất Thật Cứu Thập Cửu Ức Hằng Hà Sa Chư Phật Cái Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Định Đà Nam Mô Dĩ Thực Quang Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Định Đà Nam Mô Đắc Nhất Thiết Như Lai Quang Minh Phổ Chiếu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Định Đà Nam Mô Hằng Di Đà Ra Ni Cứu Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Định Đà Nam Mô Thường Đắc Bách Thiện Tam Muội Hiện Tiền Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Định Đà Nam Mô Năng Khiến Lòng Thiên Bát Bộ Ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Định Đà Nam Mô Tài Kiến Bất Năng Hoại Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế Tâm Định Đà Nam Mô Thường Dĩ Đà Ra Ni Liệu Chúng Sanh Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát.
Phật quốc độ từ. Nam mô vũ trụ Phật quốc đắc tự tại Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ nam mô tùng thử chú thanh thanh bất tuyệt Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ nam mô sở tại xứ lĩnh nhận dân an lạc Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ nam mô cụ bất khả tư nghị quý thần Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ nam mô hiển công đức lục tự đà ra ni Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ nam mô khổ chúng chúng pháp lạc lợi ích chúng sanh Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ nam mô đắc quả thần thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ nam mô hiện Phật thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ nam mô hiện Bích Chi Phật thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ nam mô hiện Thịnh Vãng thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ nam mô hiện Phạm Vương thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ nam mô hiện Phạm Vương thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ nam mô hiện Đệ Thích thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm định đệ nam mô hiện Tự Tại Thiện thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Kim Thế Thủ Đề nguyện cộng chữ chúng sanh sơ cầu giải mãn túc Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Kim Thế Thủ Đề nguyện cộng chữ chúng sanh sơ cầu giải mãn túc Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Na kim khế thủ đệ nguyện cộng chữ chúng sanh sở cầu giải mãn túc. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thờ. Yêu kiến hữu ứng giải không đồ nhất thiết cổ hình sang đờ tự sát bất gì không không bất gì sang sát tức thì không không tức thì sát hòa tương án tức là diệu phục như thị xa lỡ tử thì chư pháp không tương bất sanh bất cái diệu bỏ có bất tịnh bất tăng bất cái giảm thì có không trúng bố sắc vô thọ tưởng hành thức. Bồ nhan như thế thì tánh thế vô sắc tinh hưởng vì số pháp vô nhãn giờ này chỉ bộ ý thức giới bộ vô minh diệt bộ minh tầm này chỉ vô lão tử nhẹ vô lão tử tận vô vô tập diện đạo vô trí diệt vô đất dĩ vô sơ đất cố bồ đề tập đại bát nhà ba la mật đa có tâm vô ngài. Vô quan ngại cũng vô hưởng bộ biển ly điên đảo mộng thường thư cách niết bàn tâm đế chư Phật y bát nhã ba la mật đà cô đắc ca nô đa la tâm hiếu tâm bồ đề. Hồi đi ba nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại mình chú thì vô tướng chú thì vô đàn đại chú năng trợ nhiệt cái biết cố chân thiệt Phật hư. Ở thiên ba nhã ba la mật đà chú thức thiết chú vi hiền đề đế ba la ba la tăng đế bồ đề tăng ba đế ba la đề ba la tăng đế bồ đề tăng ba đế ba la đề ba la tăng đế bồ đề tăng ba tiêu tăng thường tăng vô lăng mồ tam an đa một ca đà nam ma bát ra đề hai đa sa ta năng nam đa diệt tha kê hồng hồng. Nhâm và ra nhâm bán ra mang ra nhập phản ra mang ra nhập phản ra đề sắc xa đề sắc xa đất đi sắc đi ta vấn ra ta vấn ra. Hiện đề ca tất cả đi dạy ta và nắng mô tăng mắng ra mô đà nắm ba bắt ra đề hai đề sắc ta nàng nằm đá điệp tán kê hồng hồng. Nhâm phản ra nhập phản ra mang ra nhập phản ra mang ra nhập phản ra đề sắc xa đề sắc xa đi sắc đi đi ta vấn ta ta vấn trà nghe đề ca nghe đề giả ta và nam mô tam bấn đa một cái đề nam ma bát ra đề ai đã sáng ta nằm nằm đã kiệt ta khê hồng hồng nhập ba ra nhập ba ra ma ra nhập ba ra bấn ra nhập ba ra đề sắc xa đất đi sắc đi đi ta vấn ra ta vấn trà đề ca cái đề giả ta ma nguyện rú kiết ca tường giả kiết ca tường ma rú giả lục thời hắn kiết ca tường ma nhất thiết ca tội trung kiết ca tường giả nguyện chư tường sư ai như ba tọ nguyện rú kiết ca tường giả kiết ca tường ma rú giả lục thời hắn tường à, nhất cái tiết tội trung kiết cái tường giả à. Nguyện chưa tam bảo ai giết ba nọ nguyện trú kiết cái tường giả kiết tường à, trú giả đục thời ăn kiết cái tường à, nhất cái tiết tội trung kiết cái tường giả à. Nguyện chưa hộ pháp thường ủng hộ thứ sanh đẳng hư tam hữu tháp quá niên trị hai sáng ngạ quy chứng tam hiền bạn đôi hữu tình đăng thập địa nam mô siêu thập địa bồ tát nam mô siêu thập địa bồ tát nam mô siêu thập địa bồ tát đệ tử chúng mà đặng thì thân tu tập ma vô hiền các tập chúng đại nguyện nhất gia để kính chư Phật nè thì giả sơn tăng như lai tam giả quản tu cũng dường tứ giả sa mỗi nghiệp chưa nghe ngũ giả tùy hỷ công đức đầu và giả tinh chuyển pháp luân thật giả tỉnh Phật trụ thể bát giả thường tùy Phật.
gia phổ giai hội hướng. Thầy ngộ minh danh công đức thù thắng hạnh vô biên tận phước giai hội hướng. Phổ hiền phạm giới chư chúng sanh tốc phạm vô lượng quảng Phật sát quyền tiêu tám chướng trừ phiền não và miệng đắc trí tuệ chứng minh tiểu vô nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thế toàn ảnh Bồ Tát đạo à. Miệng sanh thấy phương tịnh độ trung cựu phẩm liên hoa vị phù màu hóa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất có tối Bồ Tát vi bạn nữ à. Nguyện về thử công đức vô tập mơ nhất thiết hà trần dự chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Quy Phật được nguyện chúng sanh để giải đại đạo Pháp vô thượng tâm. Từ quý pháp mà đường huyền chúng sanh tâm nhập kinh tàng trí tuệ như hai. Từ quý tăng đường huyền chúng sanh thông đi đại chúng nhất thiết vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.